hành trình lần trước, Nguyên Khang và Ba Thắng một lần nữa lại làm nóng lên tất cả mọi thứ dưới tiết trời Sa Pa lạnh giá. Những gì họ trải qua sẽ là những ký ức đẹp và là hành trang trên mọi nẻo đường họ bước đến. Tạm chia tay vùng cao thơ mộng, ta về xuôi để tiếp tục hành trình. Xin chào quý khán giả của Lữ Khách 24 giờ. Mình tên là Kim Nhã và đây là Quang Bảo. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Bảo và Nhã rất là vui vì được nhận lời làm khách mời của chương trình Lữ Khách 24 giờ của đài truyền hình HTV. Khoảng 4 năm trở lại đây, khán giả trẻ truyền hình hay nhắc đến một cặp đôi cũng rất trẻ. Họ là ai? Quang Bảo và Kim Nhã được biết đến là đôi bạn thân cùng hợp tác với nhau trong rất nhiều chương trình truyền hình. Bên cạnh hình ảnh trẻ trung năng động kết hợp với lối dẫn rất hiện đại, cả hai nhanh chóng lấy được cảm tình của khán giả. Tiếp tục đồng hành với nhau trong Lữ Khách 24 giờ, hy vọng họ lại ăn ý với nhau để kết nối mọi thứ, tạo nên một câu chuyện thú vị. Đối với Quang Bảo thì Kim Nhã là một cô gái rất là dễ thương. Tại vì Nhã rất là nhiệt tình trong tất cả mọi công việc. Nhã thấy Nhã là người rất là quyết đoán và rất là mạnh mẽ khi mà làm việc. Nhưng mà còn bình thường ngoài đời sống á, nếu mà các bạn gặp Nhã bình thường, các bạn sẽ cảm thấy Nhã là một người rất là mỏng manh và kiểu như lúc nào cũng cần được che chở. Cái này cũng khá là đúng đó. Nhiều người không thấy cái tính cách bánh bèo của Nhã đâu, nhưng Bảo thấy rất là nhiều. Còn Bảo thì là một người khá là năng động, bởi vì bốn gì Bảo là một nữ thể thao. Rồi Bảo cũng rất là hòa đồng cùng với lại mọi người. Bây giờ bạn bắt đầu chuyến hành trình khám phá và trải nghiệm của mình bằng việc tìm đến nhà chú Vương Tiễn Khanh ở ấp Trà Kháo, Hòa Ân, Cầu Kè, Trà Vinh để tìm hiểu về món trái pấu gia truyền nổi tiếng nơi đây. Bây giờ bạn bắt đầu chuyến hành trình khám phá và trải nghiệm của mình bằng việc tìm hiểu 5 món ăn đặc trưng của người Khmer. Chúc may mắn. Thích chia tay lắm hả? Chúc may mắn. Nhã được ăn 5 món lận. Chúc may mắn. Thôi đừng có mơ ra đây. Rồi ok. Có thể nói là lâu lắm rồi thì Bảo mới có một cái trải nghiệm mà đạp xe đạp ở dưới quê như thế này. Vốn dĩ thì là quê ngoại của Bảo là ở dưới Bình Đại, Bến Tre. Đây, xã Hòa Ân tới rồi. Bác ơi cho con hỏi nhà chú Tiễn Khanh đó chú, làm trái pấu đó chú. Con ngã ba cổng chùa ông á. Dạ. Dạ dạ rồi, con cảm ơn. Dạ. Chú ơi, đây là nhà của chú Khanh đúng không ạ? Dạ. Dạ, nhà mình là làm trái pấu đúng không chú? Anh chàng thể hiện sự năng động nhanh nhẹn của mình thì chỉ mất hơn 2 phút để tìm được nhà. Còn bên Kim Nhã đi tới đâu rồi? Ở đây đông dân cư, chắc là cũng gần chợ. Em nghĩ là để tìm món ăn ngon thì chỉ có ra chợ là nhanh nhất. Chú ơi, chú cho con hỏi gần đây có cái chợ nào không chú? Dạ con cảm ơn chú. Cảm giác thật là thích. Sáng sớm được đạp xe đạp trên cầu mát tươi là mát. Không thua kém bạn đồng hành của mình, cô nàng cũng chỉ mất 1 phút 30 giây để có mặt ở chợ. Và bây giờ cô đang từng bước thâm nhập nơi đây. Cái này là chắc chắn ở thành phố các bạn sẽ không thấy. Chuối thì rất là dài. Cô cái này là chuối lá đúng không cô? Chuối quạ hả? Coi, ở đây là mấy cái loại mắm không cô? Đó mắm bò. Mắm bò. Mắm nấu nước lèo. À, đây là mắm bò hóc để nấu bún nước lèo. Đây ở trong đây là bạn họ. Mệt rồi. Cô cho con hỏi ơi, ở vùng của mình có món gì đặc trưng vậy cô? Chè kiểm á. Chè kiểm là nó làm từ gì cô? Mai môn khoe bí đỏ. Cho con một chén ăn thử được không cô? Được. Một chén của mình là bao nhiêu tiền? Tại vì chương trình cho con ít tiền lắm. Nhưng mà ăn đi con ăn thử. Thích quá, cô cho ăn thử, đúng rồi. Mới đầu Nhã nhìn thì Nhã nghĩ là một loại chè thơm ở trên thành phố mình hay ăn. Nhưng mà theo như cô nói thì ở trên thành phố mình cái nguyên liệu nó sẽ ít hơn. Là sẽ chỉ có khoai với nấm mèo và bột bán thôi. Còn ở đây thì có tới 8 loại lận. Đây là mít nè. Có vị béo của dừa, rất là ngọt. Con đang đi tìm hiểu đặc trưng những món ẩm thực ở đây thì mình có những món mặn như là món gì nãy cô kia nói con là có bún nước lèo, nấm bò hóc và một cái loại chuối là chuối quạ. Nó dài ơi là dạ, chuối táo quạ. Nó dài ơi là dài luôn. Còn đặc trưng gì nữa không cô? Ở đây là đặc trưng nhất là dừa sáp. Chuối, nấm, bún, chè. Cảm ơn cô.
củ cải này là mình trồng luôn hả chú? Rồi mình thu hoạch luôn hả? Cái này là mình mua ở Cầu Ngang, Duyên Hải. À, mua ở Cầu Ngang, xong mới đem về đây mình phơi. Đó, cảm thấy có hậu ngọt không? Thấy không? Nhưng mà cái này là nghề truyền thống của mình được bao nhiêu lâu rồi chú hả? Từ thời ông của chú hả? 1947 tới giờ, mà trồng nhiều quá rồi sao bán cải tươi được chứ nó rẻ. Mình cái mình nghĩ ra một cách là thí dụ những cái món nào mà muốn ăn lâu, để được lâu thì mình muối lại, để từ từ mình ăn lại. Dạ. À, rồi sao chú rồi con cái có làm luôn không? Thí dụ nó có đi học thì những ngày đi học, không đi học thì nó phụ mình. Thường một tháng á, trung bình chú bán được là bao nhiêu ký? Thì theo nhầm tháng thì ví dụ như mấy ngày Tết đó mà một, trong vòng nửa tháng là bán 2 tấn. 2 tấn? Còn tháng như bình thường như thế này thì người ta có mua nhiều không? Cũng lây gai ngày cũng bán dự kiến 500 triệu được cũng có. À. Cái này tốn tiền dữ lắm, cải nó không mắc nhưng mà mắc là sao? Phơi. Dạ. Yeah. Rồi sáng đem ra phơi, chiều đem vô phơi là 7 ngày là bao nhiêu tiền rồi. Phơi xong phải không? Mình đem vô mình phải lặt cái này ra cho sạch. Rồi mới hớt cái đầu này tề lại. Tề lại cho nó bằng, rồi hớt cái đuôi này. Dạ. Yeah. Rồi mới lựa. Lựa những nào, củ nào sốt. Nó như là nó bồng ruột nó già hả? Già ruột đó là cái đó mình phải loại ra. Dạ. Yeah. Chú có tính là mình sẽ mở rộng ra nữa không? Hay là... Bây giờ là mình đang kẹt vốn đi nhờ cái sở kế hoạch đầu tư hỗ trợ vốn cho mình. Dạ. Yeah. Được, mình sẽ mở hết cái này ra để giải quyết việc làm cho dân địa phương nè. À. Với mấy người lại phơi ra một tháng nó cũng được là 2 triệu 7 rồi. Dạ. Ngày cũng 90 ngàn mà làm đâu, tới giờ này là nghỉ rồi đó. Tới giờ là nghỉ rồi, còn chiều vậy chiều ai đem vô? Chiều thì bắt đầu tới 3 giờ đó hết nắng mình mới dọn vô. Dạ. Tháng mưa là mình không có làm. Tháng mưa là cải nó khó trồng, thành ra nó mùa nghịch giá cao, mình muối không có lời. À. Trái bú, cái tên nghe có vẻ xa lạ, nhưng nếu gọi thông thường là củ cải muối thì có lẽ ai cũng từng nghe và một lần dùng thử. Nhưng câu chuyện ở đây là người làm nên củ cải muối tất nhiên đầu tiên là làm cho bản thân mình, nhưng ông còn làm vì cái nghề gia truyền, làm vì bản sắc và vì tất cả mọi người. Bạn sẽ tìm nguyên vật liệu và nấu được tô canh sim lo là đặc sản của người Khmer. Sau đó bạn sẽ giới thiệu món ăn này với bạn đồng hành của bạn. Mình biết Khmer với cái món đó nấu thì như thế nào cô? Màu rồi với xả với ghiền mắm bò á, nhưng mà mình nấu cá cá mắm. Cái món này á, cái tên Khmer của nó là cái gì con? Salad khúc lốt. Dạ con cảm ơn. Cô cho con hỏi bầu. Dạ. 4 ngàn. Dạ. Bán giùm con này xong tính tiền cho con luôn cái trái kia. 5 ngàn. Dạ con gửi. Ghiền là cái gì ta? Cô cho con hỏi ghiền là cái gì vậy cô? Ghiền á. Ghiền á. Dạ. Đó là ít. Ít à? Mắm bò hóc. Cho con bịch nhỏ này lên. Cá lóc là cá nào ạ? À? Cá lóc là con này ạ à, cô? Hai con nhiêu tiền chị? 30 ngàn. Bây giờ cái việc khó nhất của nhà là có thể xin được ai đó để mà vô nấu được cái món này trong nhà để tặng người ta luôn. Mọi thứ có lẽ vẫn đang rất lạ lẫm với Kim Nhã. Giờ lại chồng chất thêm khó khăn là chưa có nơi chế biến mà thời gian vẫn cứ trôi. Qua nhà má tôi kìa. Từ đây vô trong nhà mất bao lâu chị? Có 15 hả? Tình hình lại tiếp tục căng đây. Tìm được nơi chế biến nhưng lại tiếp tục chờ. Chờ đến bao giờ đây? Bạn sẽ chế biến một món ăn bất kỳ có thể tạo mùi thơm từ trái phấu, đồng thời làm 6 câu thơ lục bát miêu tả về món ăn. Sau đó tìm 5 người dân cho họ ngửi mùi thơm và đoán tên món ăn. Nếu 4 trên 5 người đoán đúng thì bạn sẽ nhận được cờ chiến thắng. Lưu ý, nếu gặp người Khmer thì bạn phải đọc thơ mô tả món ăn bằng tiếng Khmer. Bây giờ nếu mà chế biến là có gì làm được này? Tôm xào với hột vịt. Vậy chú cho con xin nha. Khác với Kim Nhã, anh chàng không chút hoang mang cho nhiệm vụ của mình. Nhưng để xem mọi thứ sẽ tiến triển thế nào. Đây rồi. Để lát cho nó chín bên kia mình mới đảo. Để hết quá rồi thì nó khét. Nghĩ một hộp là được rồi. Hả? Tuyệt vời không? Mà nghe mùi trứng không à? Giờ nghe mùi trứng không à? Bước thứ nhất cho nhiệm vụ tạm ổn. Bước tiếp theo liệu có dễ dàng như chế biến một món ăn? Rồi thì sự chờ đợi cũng chưa đến nỗi mỏi mòn. Người trợ giúp đã tới. 25 phút còn lại có thể tạm đủ.
Dạ. Trời ơi, em đã biết em không đủ thời gian để vượt qua thử thách, nhưng mà thôi, mình đã quyết định rồi thì mình làm tới bến luôn. Cái này là chuối tổ quạ cũng là một đặc sản ở đây, thì Nhã sẽ mua để lát nữa nha, gặp lại Bảo và sẽ tặng cho Bảo. Bây giờ em bé ra rồi, Nhã sẽ mua cho bé một cây kem. Hay à, bây giờ mình sẽ đi nấu canh sim lo nha. Cứ tưởng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, nhưng có ai ngờ đâu. Mà hình như cô nàng chấp nhận điều này. Thôi kệ, cứ vui đi, mọi chuyện tính sau. Mắm bò hóc tiếng Khmer mình nói là sao con quên rồi. Trái bầu. Trái bầu. Khô lốp. Tri là con cá lóc. Tri patok khô lốp. Năng điên. Năng điên. 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 Lạc rì. Lạc rì. Chú ơi, thì con mới vừa nấu một cái món là đặc sản ở cái vùng này. Nhưng mà bây giờ thì chú chỉ có được ngửi thôi. Để chú đoán giùm con coi nó là cái gì. Rồi. Cô cái muối với cơm. Cô cái muối với cơm đó. Anh ơi, về với Trà Vinh, quê em đặc sản thơm ngon nhất vùng. Phơi khô, nhìn giống con trùng. Ướp thêm miếng muối. Ăn cùng bánh chưng. Món này thương hiệu Chịch Sa. Thêm trái trắng tròn là ra cơm nhà. Trắng tròn là trái gì? Sao xá bấu. Hột vịt xào xá bấu. Hột vịt xào. Củ cải muối. Hột vịt xào xá bấu. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi. Nó không phải là tự chiên. Nó cũng không phải là luộc. Nó cũng không phải là kho. Như rau thường mình ngoài mình luộc ra mình còn làm được cái gì nữa cô? Muối có xào luôn. Đó. Cô nói đi, cô bỏ cái từ chiên ra, cô thay cái từ đó vô. Muối xào của cải muối á. Dạ. Dạ rồi, trứng gì cô? Dạ, trứng vịt, cũng vịt xào với muối. Rồi còn cảm ơn cô. Gì vậy? Đặc sản quê mình, phải tự anh phán đoán, cái này là đặc sản của quê mình. Sẽ bao chiên với hột vịt. Không phải là chiên. Rau á, ngoài thường là mình không có luộc rau thì mình còn làm cái gì với rau nữa để mình ăn cơm hàng ngày á. Mình xào. Đúng rồi. Anh nói đi, anh nói đi. Xá bấu xào. Xá bấu xào. Xá bấu với cái gì anh? Xào với hột vịt. Rồi, cảm ơn anh. Dạ rồi. Cái này nhìn như cơm chiên hay gì phải không? Mình không luộc, mình không chiên. Không luộc thì mình nấu canh hay là mình... Ngoài nấu canh ra. Kho á. Không phải kho luôn. Không phải chiên thì kho á. Dạ rồi, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nội có chuyện giải thích chiên và xào đã mất đi hơn một nửa thời gian, cộng với thời gian di chuyển, cộng với thời gian người dân trả lời, bây giờ còn lại vỏn vẹn 2 phút. Hột vịt chiên của cái muối hả? Không có chiên. Không phải hấp. Nướng hả? Nướng hả? Gói hả? Gói hả? Cái luộc, khoai trụng hả? Khoai trụng hả? Xào. Hột vịt xào xá bao hả? Hột vịt xào xá bao hả? Yeah. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Mọi nỗ lực rồi cũng thành công. Xin chúc mừng Quang Bảo. Nhiệm vụ thì có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng hình như cô nàng vẫn chưa tự tin lắm cho phần nói tiếng Khmer của mình. Pohok, Tari Pathok là khó nhất. Pohok là mắm. Rồi đen. Đen. Bảo đã xong rồi. Kệ Bảo. Xài nhiêu tiền rồi? Còn dư 3.000 á. Mua được quà cho Bảo luôn á. Còn dư 3.000 à? Rồi tối ăn cơm bằng cái gì? Nhớ tặng Bảo đó. Đặc sản gọi là chuối táo quạ. Nó cũng nâu nâu đen đen vậy hả? Chứ nó mới vàng hả? Nó màu xanh, cái này là chuối đã luộc rồi. Nhưng mà thôi đi, hết tiền rồi, để dành tối ăn lấy lại. Như vậy thôi hả? Chà, thơm. Nè. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, giới thiệu với Bảo này. Đây là Sara Koklok. Được nấu từ Ribbethop, Koklok, Din và Skrim. Skrim. Là cái gì vậy? Là xả. Thì biết rồi, tức là những cái món đó là cái gì vậy? Din đó là Din, Koklok là bầu. Sala là gọi chung những món canh của người Khmer.
Rất là vừa, bởi vì cái độ ngọt của bầu với lại của cá vào trong đây thì đã làm cái canh rất là ngọt. Có một cái nguyên liệu có mắm nữa hả? Ừ. Sao nãy em giới thiệu? Có mà. Tại gì? Ủa, này không phải mắm luôn á. Ôi, đợi chút. Bò hót. Đúng rồi đó, đúng rồi. Bò hót. Bò hót, bò hót. Bò hút quá hả? Khi mà quyết định là Nhã đã biết trước là mình không được cơ hội được cầm cái cờ, nhưng mà Nhã biết là Nhã về Nhã cũng xin được Bảo Nhã cầm thôi. Ngoài ra là điều Nhã thích nhất ở đây là Nhã được trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị, là Nhã được gặp những người dân ở đây và đặc biệt là người Khmer nữa. Mọi người đều rất là thân thiện. Dừa là đặc sản Bến Tre, nhưng Trà Vinh lại có món dừa sáp đặc biệt. Hai bạn hãy đến vườn dừa sáp của chú Phu Mi ở ấp Chông Nô 2, Hòa Tân, Cầu Kè để tìm hiểu về giống dừa đặc biệt này. Cảm ơn nha Nhã. Hoàn thành xong thử thách đầu tiên, cả hai lại tiếp tục lên đường và tìm cho mình những điều mới mẻ. Ôi! Muốn qua cầu, hai bạn phải vượt qua nhiệm vụ. Mỗi người bịt mắt đập trúng gáo dừa sao cho trái dừa non nằm bên trong văng ra ngoài, gáo dừa mới được tính. Đây hả? Rồi, để bà đi trước chưa? Rồi. Rồi chưa? Rồi. Ok chưa? Từ từ, đúng chưa? Rồi. Phải trái. Chân phải của Bảo nhích qua một chút xíu, đúng rồi. Rồi bây giờ chân của phải của Bảo nhích lên một chút xíu. Rướng lên là tới đó. Lấy đà ở đằng sau rồi tới luôn. Đó, gần được rồi. Đúng rồi, yeah. Được chưa? Rồi. Cảm giác rất là ghê luôn á. Rồi, chúc mừng Nhã. Gì vậy? Rên rỉ vậy? Rồi, chân đúng, đưa tay ra thử coi. Từ từ, từ từ, tay thẳng ra. Ok, cố gắng rướng thấp xuống xíu. Gần được rồi, từ từ. Cố gắng lên, cầm chắc vô. Không phải, lộn rồi, đưa phải xíu. Rồi, đúng rồi đó. Rồi đưa một tay ra, giới tới đi, từ từ. Hạ cây xuống, đưa cái cáo. Nhưng mà cơn gió làm cho nó đi xa quá rồi. Rướng lên. Sắp được rồi. Sắp được rồi. Có một cái khuyết điểm đó là tay của Nhã rất là yếu, cổ tay của Nhã rất là yếu nha, không có lực để mà Nhã cầm được cái cây gậy và cái tay của Nhã cũng không có đủ dài, bình thường là lúc Nhã đứng Nhã giới đã không tới rồi. Rất là sợ, nhưng mà bịt mắt lại là không thấy gì nữa hết, cho nên là rất là lo lắng. Bảo là người làm đầu tiên, cho bà cảm giác được là khi mình bịt mắt lại mình không có cảm giác được thăng bằng cũng như là chính xác cái tay mình sẽ di chuyển như thế nào á, thì thử thách chắc chắn sẽ khó cho Nhã rất là nhiều. Tiếp. Cái nữa. Gần được rồi, cố lên. Đó, yes. Được rồi. Khó khăn nào rồi cũng qua, nếu những người đồng hành cùng nhau luôn dành cho nhau niềm tin tuyệt đối. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Con là Bảo, còn đây là Nhã. Tụi con đến từ chương trình Lữ Khách 24 giờ. Thì bây giờ chú có thể cho con biết được sơ một chút xíu về loại dừa sáp được không ạ? Trước tiên là cái nguồn gốc cái này là có một ông sư là tại Cầu Kè là đi học ở Campuchia. Sau đó có quen một người bạn và có tặng cho ông sư một cây dừa và ông sư đem về Cầu Kè trồng. Thì ông sư đem về trồng là năm 1924. Thì cách coi như là gần trăm năm. Cũng lâu rồi. Con nghe nói là dừa sáp á, là trong một cái buồng 10 trái như vậy thì chỉ khoảng 2-3 trái là có thôi, đúng không? 2-3 trái, nhiều khi không có luôn. Nhưng mà cái cây đó vẫn là cây dừa sáp, nhưng mà khi nó ra trái thì chỉ có một vài trái là có sáp thôi. Trái dừa sáp nếu mà bây giờ bán ra thị trường á là bao nhiêu tiền chú? Chú mua tại vườn là loại... Loại ngon đi. Loại 130. 130 một trái. Còn loại thường thường thì khoảng 80. Phân biệt đó không chứ? Để phân biệt cái dừa sáp hoặc là dừa thường, cái nước dừa khô là nó rất là thanh. Còn cái nước dừa sáp á, mình lắc á thì mình nghe cái nước nó thì nó hơi kẹo hơn, nước nó sệt nó sánh hơn so với cái nước này. Cái là nghe vui quá không chú? Còn cái loại mà dừa người ta bán ở thị trường người ta mình lắc không kêu thì không nên mua. Bởi vì cái đó mình không xác định được
Bây giờ muốn ăn thử không? Hồi nãy có người kêu thèm đó chú. Chắc chắn là phải xuống rồi, xuống tới Trà Vinh không ăn uổng. Nếu mà muốn xuống á, thì muốn ăn á, thì con cứ cầm cái tờ thử thách này. Chúng ta có tổng thời gian là 10 phút thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 trong 7 trái dừa, hãy tìm ra trái dừa sáp. Mỗi lần đoán sai tương ứng một hình phạt. Rồi nhiệm vụ 2, bổ dừa sáp đúng cách và hoàn thành món ăn với đường, đá, sữa. Vô. Chào cha Trang em. Không nghe gì hết. Rồi bỏ hoàng bên, cái này cũng phải. Maybe. Có phải đặt. Từ, để bên đây. Bên. Không, cũng được đâu, lỏng lắm. Từ, không nghe gì luôn á. Nghe lỏng. Lỏng đúng không? Không hiểu không? Thôi thấy cầm lên là nghe. Từ. Rồi thằng này, có hai thằng này thôi. Thằng vẫn đặc hơn. Thằng này đặc hơn á. Này lỏng hơn. Ừ. Đúng không? Thì lại nè. Tao có lắc cùng tốc độ không? Có. Tại vì cái này nó nặng hơn. Thấy không? Đặt hơn nè. Ngài. Rồi, ba trái dừa này nè, ba trái dừa lớn này nè, cầm lên một cái là nghe ọc bạch liền, rất là rõ. Còn hai trái dừa này lắc là không có nghe gì hết. Thì chỉ phân vân giữa hai trái dừa này thôi. Thì cùng nghe thì cảm giác rằng là trái này thì nó lỏng hơn. Lúc nãy á, lúc mà cầm trái dừa sáp mà chú đưa là Nhã cũng đã lén quan sát cái hình dạng của nó. Ừ. Tức là nó cũng có một cái đặc điểm khác với dừa thường một xíu chứ không phải là không, về cái ngoại hình của nó. Tôi quyết định là chọn trái này. Thì không biết chú kiểm tra giùm tụi con coi phải không? Rồi, đúng, chính xác. Yeah. Đúng rồi. Không được dầu. Một phát ăn ngay, nhiệm vụ 1 coi như xong. Còn quá nhiều thời gian dành cho việc lột dừa. Bảo biết lộn không Bảo? Nghĩ coi biết lộn không? Nhưng bánh chay. Bây giờ không biết lộn cũng phải biết lộn chứ. Nhìn Quang Bảo chặt dừa, người ta có thể đoán được hình như anh rất thành thạo nghề chẻ củi. Khó quá vậy. Sao không có tách ra được ta? Có lẽ anh chưa từng thử công việc này và chưa tìm ra cách lột dừa đúng điệu. Thì đây, mới học hỏi, anh đã lao vào thực tập ngay. Nhưng hình như những chiếc răng không ủng hộ anh. Thôi, chặt tiếp cho an toàn. Xấu hay đẹp, rồi mọi thứ cũng xong. Yeah. Rồi. Ngon lắm luôn á. Nó cảm giác như lá bột bột vậy á. Chúc mừng cả hai đã vượt qua nhiệm vụ của chương trình. Một lần nữa cảm ơn chú My cho con với Nhã có cơ hội là bước vô vườn cái này rồi tìm hiểu về dừa sáp rồi quậy tung cái khu vườn này lên nữa. Dạ. Được gặp mấy cháu chú cũng vui. Dạ. Cũng hướng dẫn mấy cháu để mình có cái gì mình cần dừa sáp gì bên ngoài thị trường mua thì mình biết để phân biệt đúng không bà? Phân biệt cái nào sáp cái nào không. Dạ rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú sức khỏe. Như thường lệ, xong hai thử thách đầu, hai nghệ sĩ sẽ đi tìm cho mình một ngôi nhà để tá túc qua đêm. Lâu lắm rồi chưa có nghệ sĩ nào phải vất vả trong việc này cả. Thì hôm nay, Kim Nhã đã gặp rất nhiều khó khăn. Cùng bật TV lên đón xem tập tiếp theo.